còn cưng, mở cửa cho chúng tôi. Bước lên giường cao thấy đôi rồng tắt, bước xuống giường thấp thấy đôi rồng trầu, bước ra đằng sau thấy nhà mới lợp. Với ông còn buộc ngựa ông còn cầm, ông sống 105 tuổi lẻ, vợ ông sinh đẻ đứa con tốt lành. Xuất sắc xung xẻ năm mới năm mẹ, nhà nào còn cưng mở cửa cho chúng tôi. Bước lên giường cao thấy đôi rồng ấp, bước xuống giường hắt thấy đôi rồng chào, bước ra đằng sau thấy nhà ngói lợp. Với ông còn buộc ngựa ông còn cầm, ông sống 105 tuổi lẻ, vợ ông sinh đẻ đứa con tốt lành. Xuất sắc xuất xẻ năm mới năm mẹ, nhà nào còn cưng mở cửa cho chúng tôi. Xuất sắc xuất xẻ năm mới năm mẹ, nhà nào còn cưng mở cửa cho chúng tôi. Năm mới năm mẹ, nhà nào còn thương mở cửa cho chúng tôi. Xuất sắc xuất xẻ năm mới năm mẹ, nhà nào còn hức mở cửa cho chúng tôi. Bước lên giường cao bé sẽ thấy đôi rồng ấp, nếu bước xuống giường thấp bé sẽ thấy đôi rồng trầu, nếu bước ra đằng sau sẽ thấy nhà ngói lợp. Rồi ông còn buộc ngựa ông còn cầm, ông sống 105 tuổi lẻ, vợ ông sinh đẻ đứa con tốt lành. Tốt lành cái mà tốt lành. Xuất sắc xuất xẻ năm mới năm mẹ, nhà nào còn hưng mở cửa cho chúng tôi. Xuất sắc xuất xẻ năm mới năm mẹ, nhà nào còn hưng mở cửa cho chúng tôi.